Hello, xin chào cả nhà. Trước mắt chúng ta là một siêu phẩm Belarus 825 Tây Ninh. Đấy. Siêu phẩm luôn. Và đây trước cổng Long Hoa hôm nay là lúc này 6 giờ rưỡi, lúc này rất đông tất cả. Đấy. Hôm nay tối quá quý vị ơi, không biết như thế nào nhưng mà bây giờ quay ráng cho cả nhà chúng ta xem một chút nha. Đây nè. Đấy, hôm nay củi đoàn là 66, 67 rồi. Đấy, rất đông. Rất đông tất cả các chuyến xe tình nghĩa đang về với cổng Long Hoa. Hôm nay, đây nhà máy Long Hoa đây quý vị này. Đấy. Đấy, lúc này đang lên đèn rồi, lúc này 6 giờ rồi. Đấy, Lê Tuấn lên đây. Nhân tiện lên quay chiếc máy cày của thằng em đấy, bây giờ lên đây nhưng mà tối quá rồi. Đấy. Rồi, ok đi, thì xin dừng tại đây đi quý vị nha, đây rất nhiều đây nè. Nhưng mà tối quá rồi, không quay được nữa rồi. Rồi, xin chân thành cảm ơn cả nhà chúng ta đã theo dõi kênh của ông của Tuấn MC. Tuấn MC xin cảm ơn cả nhà chúng ta và xin hẹn lại video sau nha. Ok.